Tính cho đến ngày hôm nay đã có 6 trẻ tử vong vì bệnh tay chân miệng. Theo các chuyên gia y tế, nguyên nhân khiến dịch bệnh này tăng nhanh, có nhiều ca nặng là do có sự thay đổi nhóm gen của virus EV71 gây bệnh. Đây chính là chủng virus gây ra đại dịch tay chân miệng và khiến cho gần 150 trẻ tử vong vào năm 2011. Cụ thể, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, qua theo dõi tại viện, từ đầu năm đến nay, với những ca bệnh do chủng virus EV71 gây ra, thường có những biểu hiện lâm sàng nặng hơn. Bệnh nhi thường bị tổn thương hệ thần kinh, tim mạch, hô hấp và có thể có nguy cơ tử vong. Trong khi đó, vào năm 2011, khi dịch tay chân miệng bùng phát, cũng đã có chuyển đổi các chủng virus gây bệnh, chủ yếu là EV71, khiến khoảng 70.000 trẻ mắc bệnh và 145 trẻ tử vong. Trước đó, theo báo cáo của Trung tâm Y tế Dự phòng TP.HCM, tổng số ca tay chân miệng phải nhập viện tính đến hết ngày 28 tháng 9 là 3.200 ca, số ca khám ngoại trú là 15.500 ca. Trong số những ca bệnh nhập viện vào các bệnh viện tuyến cuối của thành phố như Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, có đến gần 60% là các ca bệnh đến từ các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ và một số ít từ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Tay chân miệng là bệnh do virus lây qua đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Hiện bệnh này chưa có vaccine phòng. Bệnh có biểu hiện khá đặc trưng như sốt, phát ban, sần sùi hoặc mụn nước ở lòng bàn tay, bàn chân, ở mông và tổn thương loét ở miệng. Ở một số trường hợp trẻ mắc bệnh nặng có thể gây các biến chứng nghiêm trọng đến hệ thần kinh trung ương, gây viêm mảng não vô trùng, mất điều hòa tiểu não dẫn đến bại liệt.